cả những anh em nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Phong đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game quán trà này các bạn nhé. Và để xem lần này thì chúng ta sẽ phát minh ra được cái đồ uống nào mới nè. Ok. Như vậy đây là tập số 3 rồi. Và chúng ta phải làm gì đây? Ok, lần này mình sẽ thử cho lục xuân hoa ngọt và ám dược các bạn nhé. Chúng ta có xuân cổ điển, thu cổ điển, hạ cổ điển, thuốc mơ màng rồi. Bây giờ mình thử xem có gì mới mới không. Nào. Rượu bọt hả? Ok, thử ra phục vụ cho anh hùng này xem nào. Ơ, cái gì đây? Ok, có. Không chua rồi. Như vậy là không được các bạn ạ. Không chua hả? Không chua nhưng mà mình nhớ là mình có cho dâu thơm đâu. Ủa, có gì để sai sai đúng không các bạn? Không chua rồi. Ok, thì lần này mình sẽ thử cái khác đi. Là mình sẽ không cho lục xuân nữa. Mình sẽ cho hoa ngọt, nấm đường và ám dược xem. Nhưng mà như thanh niên này cũng không thích ám dược thì phải. Bởi vì mình nhớ là cả lần trước và lần vừa rồi mình cho ám dược thì thanh niên này toàn kêu đấy các bạn ạ. Thế thì mình sẽ chọn là 3, 4, 5 các bạn nhé. Hoa ngọt, mầm tiêu và nấm đường. Là cái gì đây? Rượu nóng hả? Nào. Thế này thì sao? Một cốc rượu nóng nóng hổi. Một cốc ok skip. Như mọi khi nhé. Có rồi, thằng đây này uống thuốc mơ màng ấy chết rồi nhầm. Thuốc mơ màng à? Thuốc mơ màng thì là cái gì ấy nhỉ? Hoa ngọt, nấm đường, ám dược. Đây. Xem nào. Đây rồi, chuẩn rồi. Skip. Mình nên cho đầu sừng một cốc thật ngon để thư giãn. Nhưng mà nếu nhà thái mèo ok. Rồi như vậy chúng ta vừa thất bại rồi các bạn ạ. Bây giờ mình phải tìm cách cho nhà thám hiểm đi trước à. Ok, mình sẽ thử cho chiều hướng đấy các bạn nhé. Skip. Rồi cho xanh này đi trước à. Thế thì cứ từ từ. Thế thì mình sẽ cho đồ chua để cho xanh này đi. Hợp lý rồi. Này, đây, pha bừa đi. Tình chua ngọt. Mình nên thử vài nguyên liệu khác xem. Tại sao bây giờ mình làm sai lại đi luôn nhỉ? Quên nhầm. Tại sao mà mình làm sai mà thế nên kia... Kiểu tức nghĩa là cái chủ quán, tức nghĩa là chúng ta đây này. Mình thì đang muốn có cách là để thế nên anh hùng đi sớm. Và sau đấy là ác quỷ đến sau. Mà tuy nhiên là nếu mà anh hùng mà đi luôn là chúng ta thất bại luôn các bạn ạ. Đây là lần thứ hai mình thất bại kiểu đấy rồi. Thế thì mình thay đổi thứ tự có thay đổi được gì không? Hạ cổ điển á? Hạ cổ điển mình làm rồi. Đây. Đông cổ điển rồi. Ok. Vẫn không được các bạn ạ. Thôi thì chúng ta lại xuân cổ điển vậy. Rồi. Thanh niên này thì uống thuốc mơ màng đấy. Nhưng mà mình hai lần mình pha thuốc mơ màng rồi thì cũng không được các bạn ạ. Đây mình thử các bạn lần cuối cùng này. Không được nữa thì mình chịu. Không hiểu tại sao luôn. Khá là khó hiểu. Ở đây tình ngọt đắng mà. Tình ngọt đắng à? Mới à? Lộc xuân, nấm đường và ám dược hả? Ok nhá. Lộc xuân, nấm đường, ám dược. Lộc xuân, nấm đường, ám dược. 156 mà sao vẫn là cái này? Thôi được rồi, lại xem nào. Đây rồi.
Đây là phục vụ thuốc mơ màng thôi chứ có gì đâu. Không được. Hơi căng đây. Làm sao nhỉ? Thay đổi thứ tự có vẻ như cũng không giải quyết được vấn đề gì các bạn ạ. Ok, mình thử pha cái tình ngọt đắng cho thanh niên này xem nào. Cũng không được. Không. Biết sao không? Để tôi thử lại nhá. Đây là lần đầu anh đến đây các thứ. Tôi sẽ cố tỏ ra bình thường như mọi quán trọ khác. Anh muốn uống gì nào? À, đây rồi. Hóa ra là chúng ta không đề nghị pha trà cho anh Hùng lần thứ hai nữa thì anh Hùng sẽ đi bạn ạ. Và câu chuyện vẫn tiếp diễn được. Ok, rồi được rồi. Cho vài bông hoa ngọt với nấm đường cùng một chút xíu ám dược. Cái này mình biết công thức rồi mà. Tự nhiên thanh niên này lại nhắc lại làm gì? Hoa ngọt, cả ngày nay tôi cứ thèm mãi. Thế cơ á? Ngày dài lắm. Chà, vậy ngồi xuống đây nào. À, có vẻ như chúng ta thành công rồi các bạn ơi. Để tôi pha ngay cho cậu nhá. Chủ quán bắt đầu pha một cốc trà nữa. Ok, như vậy lần này là chuẩn rồi này. Hoa ngọt, nấm đường, ám dược. Đây rồi, thuốc mơ màng. Đây. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe đầu sừng kể chuyện nào. Nè. Một thuốc mơ màng cho mình cậu thôi đó. À, đúng là loại này rồi. Tôi thích thuốc mơ màng của anh pha lắm. Xua tan căng thẳng mệt mỏi luôn á. Dân chỗ cậu lại quậy phá nữa hả? Ha, thì cũng như mọi khi. Chẳng qua hơi mệt. Mọi người đều muốn tôi luôn cảnh giác. Gọi vậy đi. Tôi là một quỷ vương đáng sợ cơ mà. À, thanh niên này không phải là ác quỷ thường mà đây là quỷ vương luôn các bạn ạ. Không thể nào mà vừa đáng sợ xong lại biến thành một gã bình thường được. À, như vậy chúng ta cũng biết được thêm đây là cái form bình thường của cái gã quỷ vương này. À, nhưng mà mình đang hơi tò mò là cái hình dạng thật như nào. Tuy nhiên chắc là sẽ game sẽ không cho chúng ta thấy điều đấy đâu. Kẻ chạy vòng vòng bắt cóc các công chúa đâu thể có một vườn hoa đâu hả? Cho nên là tôi mới hành động sao cho giữ được hình ảnh. Nhưng mà cậu không phải như thế. Thì một phần như thế. Tôi biết là mọi người đều ngưỡng mộ tôi và cái cách tôi hành động. Tôi hãnh diện vì những gì mình làm lắm. Nhưng cuối cùng thì thỉnh thoảng tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi mọi thứ. À đây rồi. Cái này là rất nhiều. Cái này mình đọc trong anime truyện tranh với kể cả ngoài đời cũng rất có rất nhiều trường hợp bây giờ. Tôi nghĩ thỉnh thoảng khi chúng ta gặp quá nhiều áp lực mà không được sống thật với bản thân nữa các bạn, thì ai cũng, mình đoán là ai cũng sẽ có một lần suy nghĩ như này. Kiểu muốn kệ tất cả đi và làm những gì mình thích thôi. Dạ đúng không? Nói chuyện phiếm với ai đó chẳng biết gì với tôi. Lúc nào cũng được chào mừng tới đây uống trà nè. Cảm ơn nhiều nhá. Nhưng mà kể cả trong tình huống vừa rồi, dù có là những khách hàng khác, anh nhìn thấy tôi gái bỏ đi ngay. Tôi chỉ là một gã nào đó tới đây uống trà. Nhưng mà chắc là chúng tôi đụng chạm nhiều quá rồi. À, chắc đang nói về cái anh Hùng lúc nãy đấy. Thật vậy không? Hả? Hai người có đụng chạm nhiều đến vậy không? Ừ thì hai người có gặp nhau vài lần trong lúc làm việc. Nhưng mà hai người chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau, đúng không? Chắc là cậu đếm được những điều mình biết về cậu ta trên đầu ngón tay đấy. Anh nói đúng đấy. Nhưng mà chắc cơ hội tìm hiểu người khác của tôi vừa bước qua ngưỡng kia rồi. Mà kể cả tôi có muốn tìm hiểu thêm về anh ta, nhìn phản ứng vừa rồi, anh ta chắc còn chẳng muốn nói gì với tôi đâu. Thì nhá, bọn tôi nói gì với nhau được? Chẳng có lý do gì để bọn tôi phải nói chuyện với nhau. Thật đấy. Với lại cũng hơi lạ để làm thân sau từng ấy thời gian, đúng không? Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi lạ lắm. Chắc tôi nên về thôi. Về nhà hả? Không, vẫn còn giấy tờ cần xử lý nữa. Cậu làm việc nhiều quá. Vì nhân dân cả, ha ha.
Rồi, ok, như vậy là quỷ vương này cũng rất là quan tâm đến dân của mình. Kẻ có sừng vẫy tay và rời khỏi quán trọ. Ok, vậy là đầu sừng muốn nói chuyện. Tìm hiểu anh bạn thám hiểm sâu hơn một chút. Nhưng đầu sừng nghĩ là anh thám hiểm kia không có hứng thú. Thuyết phục thế nào bây giờ? Giá mà giữ chân nhà thám hiểm lại được lâu hơn một chút. Pha cho anh ta cốc trà thứ hai chẳng hạn. Vậy là sẽ giữ chân anh ta lại đủ lâu để đầu sừng có cơ hội bắt chuyện. Ok, vậy đây mà đây rồi. Đây chúng ta mới có hin rồi. Ghi chú hả? Cái gì đấy? Cà phê nghỉ ngơi à? Thôi thôi, rồi cảm ơn nhé. Ghi chú. À, đây rồi. Người mới tới muốn uống trà thư giãn. Thử dùng Lộc Xuân, thử lúc nào cũng trà cho Lộc Xuân. Không phục vụ trà chua cho người mới đến. Khẩu vị như trẻ con. Đúng rồi, trẻ con thường thường ghét chua mà. Ok. Ok rồi, được rồi. Như vậy là tập này mình đã gọi là có thêm tiến triển một chút về đầu sừng các bạn ạ. Thì tóm lại là đầu sừng gì nhỉ? Là một đòa quỷ vương. Và cũng muốn được có cơ hội trò chuyện với nhà thám hiểm nhiều hơn. Đó, nhưng mà tuy nhiên là cả hai thì chả biết nói năng gì với nhau cả. Rồi, thì cố gắng tập tới mình sẽ tạo điều kiện cho hai thanh niên này trò chuyện san sẻ với nhau. Đó, cùng nhau tìm ra cách giải quyết đi. Ok, nhưng mà đấy là nội dung của tập sau rồi. Còn tập này thì kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã xem hết video này nhé. Còn nếu như các bạn thấy thích thì để lại cho mình một like, một comment. Và nếu mà share được thì càng tốt. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau nhé. Bye bye mọi người.